Đây, đi camping, có bò kho ăn. Bà chế bò chẹt luôn. Em mình nấu sẵn ở nhà, mang đi bây giờ đem lên cái lò lửa này. Hầm lại thôi. Đó. Thơm nhức nách. Trời đi lành mà có bò kho ăn thì thôi, bà chế bò chẹt. Bây giờ là tối, hôm thứ sáu đầu tiên là tụi mình ăn bò kho. Các bạn thấy đi chơi mà ăn khá là sang chảnh không? Bò kho này của... Khỏi khỏi mua mít đi. Nấu sẵn từ nhà rồi thì chỉ cần lên đây ăn bên lại thôi. Bốc nha mọi người. Chà, một tô này bao nhiêu tiền bà chủ ơi? 15 đồng ơi. Ôi giời. Ôi, vô rừng ăn không 15 đồng. Vô rừng 15 đồng là rẻ. Thôi giờ giờ 15 đồng trả 30 đồng được không? Khó mà không thấy đường. Khỏi mua mịt luôn kìa. Bác đi. Chà, chất lượng mà rau rồi đầy đủ luôn. Ngồi ra nha, quế nha. Khỏi mơ luôn cái camera. Coi này. Quá đẹp. Ồ, 11 giờ rồi đó. Đấy. Rồi. Wow, chất lượng quá. Gân rồi, lát sắt. Lát sắt rồi. Cho em hai cái tô đi. Quay mình ăn, mình bỏ cục kia vô mình đây. Bánh mì, ăn với bánh mì. Được. Quá ngon luôn. Là cái này có hộp trong này không? Không. Không hộp anh. Em bỏ ra. Khuôn nè, giống như cái khuôn đó. Đây. Tiếp cho mọi người này. Là em mình là nấu sẵn ở nhà. Xong rồi cho vào hộp. Xong rồi cho vào tủ lạnh đóng đá. Xong rồi mới cho vào cái túi hút chân không này. Đây em lật lại cho anh xem ở đằng sau. Đó, thấy chưa? Là trong này là không có hộp nha. Chỉ là từ trong hộp đổ ra đây xong rồi bỏ vào túi hút chân không thôi. Thì đem tới nơi chỗ camping là nó vẫn lành như thế này. Xong cho vào cái nồi. Nấu lên là nó thành được một cái nồi như thế này. Đỉnh cao chưa? Ở cái tip này là đúng đỉnh luôn á. Ừ, mà cái nồi này nó không bằng cái lò lửa nha. Cầm cái pack lạnh tay luôn. Đâu, cái nồi này mà không có lò lửa đâu có sôi. Cho anh mượn cái ổ mi được không chị? Không, một cái thôi để quay vlog. Một nửa ổ được rồi. Rồi đây là cái bữa tối của mình. Em mình mới nấu xong bò kho. Thì có bò kho này, có bánh mì này. À, bây giờ mình sẽ ăn miếng bánh mì, ăn thử nha. Ngon nhức nách. Thơm. Thử miếng bò này. Quá ngon. Xin mời mọi người nha. Ây da. Mới kéo lông lên được thêm một con nữa. Con này thì vừa, không bự. Nó bám ghê thiệt chứ. Ghê không? Nó bám vô cái mương thịt ghê chứ. Nó chịu rượt á. Thật á? Đó. Ừ, ôm trứng nữa hả? Vừa mình thấy ôm trứng này. Rồi, con cái này. Ôm trứng này. Đây, coi, xài bao nhiêu. Úi da, kẹp luôn này. Úi da, khỏe thế. Bao nhiêu này? Vừa 10 xăng, chính xác 10 xăng luôn. Ôm trứng luôn rồi. Tốt. Ôm trứng là tốt. Sau này đẻ được nhiều. Rồi. Để mình chụp hình một tấm xong rồi thả con này nhá. Rồi, mình sẽ thả ở đây luôn. Tại vì hôm nay nước ở đây cao. Hôm trước nước cao lắm. Cho nên mình nhầm thả. Giờ thả ở đây luôn này. Thả nhẹ nhàng thôi nhá. Về nhá. Để cái lông ở đây.
coi đi, nó mỏi dần dần là nó rá luôn đấy nhá, giỡn. Lòng này lên ạ. Không có gì. Rồi cái ôm trứng rồi. Ôm trứng à? Ừ. Chắc chắn rồi. Má nó bự. Đi ra. Cái này gọi là khủng long bị khủng long sông đi. Dài bùm lại. Ừ. Con này là con cái đây. Để lấy đó xong rồi thả lại. Không mà nhỉ? Đó, thấy trứng chưa? Đó. Đi. Này chắc hơn 12 à. Ừ. Không, không được. Không chắc 12 á. Tự mắt này. Vừa tròn 12 luôn. Ừ. Này, ngay đây này. Đó. Đó. Ừ. Đó là cái vỏ của cái đầu luôn. Đó, chính xác 12. Đó. Là coi như là tiêu chuẩn là chuẩn, nhưng mà do có trứng cho nên phải thả. Đấy. Đẹp chưa? Đấy. Quá dữ luôn. Anh lên lại kéo thêm một con nữa. Ô bự chưa? Bỏ xuống. Con kia bự hơn con này luôn á. Con này còn bự hơn rồi này. Bự hơn hả? Ừ. Bự quá trời luôn kìa, cái đầu kìa. Đứa này chuẩn thật nha. Nhìn cái càng. Nhìn cái càng ghê thật. Càng này là càng thử dự, con này anh đoán nha, là con đực. Anh đoán đúng không? Cái. Không trứng. Cái. Cái. Ủa? Ờ, có trứng nữa. À, trời. Quá trời luôn, đầy ấp luôn. Hai con luôn, quá ghê. Rồi, con này con cái ôm trứng luôn nè. Hai con cái luôn. Rồi, quá như cái tấu kén kìa. Rồi, giờ quay, đo thì xem coi nào bao nhiêu. To hơn con kia là chắc chắn rồi. Wow, to quá. Nè. Hơn 12 rồi. Ở trên này là đã hơn 12 là con này là 13 là chắc chắn rồi. Đó. Tại vì nó tới dưới này là. Wow. Bự quá trời. Một lòng một con mà hai con bự chả bá. Đây, để cầm con này chụp hình với con kia. Xong đi thả hai con lớn luôn. Wow, nó bầu cái này. Rồi cho mọi người coi này, hai con khủng long. Bự qua trời qua đất, nhưng cái càng của nó ghê thật đấy chứ. Này. Đã chưa? Một con là 12 xăng, còn một con là 13 xăng. Rồi bây giờ cầm ké đi. Ừ. Xem cho mình để chụp hình xong cái là đem đi thả. Ủa mình đi thả đâu đi kìa? Bên kia kìa. Tại mẹ con này bự thả xuống lờ nó giật trứng. Mình... Rồi nãy giờ con này là mình sẽ đem đi thả nhá. Bây giờ nãy là 4 con mà chúng ta thả hết thì nghĩa là con cái 12 con, 1 con 13 con. Ôm trứng hết. À, mà mấy con này mấy con bự cho nên là mình phải tới chỗ này thì sát cái mặt nước này để mình thả cho nó an toàn. Đó. Mặc dù to nhưng mà đừng kích thước phải ôm trứng là phải thả cho đừng có tiếc nha mọi người. Ừ, nhìn nó bơi thích chưa. Hey, mới kéo lòng lên được một con. Cho cái càng gân guộc còn cãi rồi. Cầm thấy cái vỏ mềm mềm. Cãi. Cãi có trứng luôn. Ừ, có trứng rồi. Chắc chắn rồi. Đây. Để đo coi bao nhiêu. Bự ha. Con này chắc phải 12 rưỡi gần 13 xăng á. Rồi, ôi trời, con này khỏe thế. Từ mắt này lên 12 xăng rưỡi. Rồi, con này là phải thả là chắc chắn, là vừa to mà vừa con cái bằng trứng nữa. Đó, để mình chụp tấm hình như thế nào. Ở đây con nào con nhìn hâm hồ.
Rồi, con này 12 sáng rưỡi. Đem đi thả, tối nay thả con cái ôm trứng qua trời qua đất luôn. Rồi, đi về nhà đi. Nha, về đi. Mấy con này, nhìn cái người của gái nó qua trời này. Mà cái gái của con này nó cao lên á, nhìn sợ thiệt chứ. Con này, wow. Hồi nãy em... đã thiệt. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Wild NK Adventure. Thì đây là buổi sáng đầu tiên mình mới thức dậy. Thì đêm qua mình đi ngủ là mình đã tắt cái lò lửa rồi. Để mình quay cho mọi người xem. Đây, đêm qua trước khi đi ngủ ấy, là lửa nó đang cháy to lắm. Nhưng mà vì an toàn để tránh để bị phạt thì tụi mình đã lấy nước để dập cái lửa. Để lỡ sáng sớm có người tới kiểm tra thì không bị sao cả. Thì các bạn mà đi cắm trại qua đêm thì nhớ cẩn thận vấn đề này nhá. Nếu mà không có ai ngồi bên cái lò lửa để canh lửa thì nên dập lửa đi. Rồi sáng dậy mình đốt lại sau, không sao cả. Chứ không vấn đề cháy rừng là có người đi kiểm tra là sẽ rất là mất công. Nhớ nhá mọi người, nhớ dập lửa trước khi đi ngủ nhá. Sáng dậy mình đốt lại để cái lò lửa này mình đốt lại nhanh lắm đó. Rồi mình quay sơ cái quang cảnh buổi sáng cho mọi người xem nhá. Đây là khu vực cắm trại của tụi mình đợt này đó, rộng rãi thoải mái. Hôm qua nó có mưa tí xíu thôi, xong rồi hôm nay là thời tiết rất là đẹp luôn. Đây là lều của mình nè. Đây là lều của mấy đứa em mình. Đấy, quá hợp lý luôn. Phần ngoài này là cái chỗ tụi mình câu cá, gọi là bass crayfish. Đợt này mưa nhiều cho nên nước sông nó hơi đục. Buổi sáng ở trong rừng thấy bình yên ha mọi người. Rồi bây giờ để đốt lại cái lò lửa này thì mình phải empty cả cái thùng này, lấy gỗ ra rồi hộp mấy cái tro ở phía dưới, xong rồi đốt lại từ đâu là nó nhanh lắm, để cho nó thoáng nữa. Mình mới dọn dẹp xong cái lò lửa của mình này đó. Như thế này á, bạn chịu khó sáng dậy hột mấy cái tro này ra đó cho nó empty cái lò lửa đi. Thì các bạn bắt đầu lại từ đâu nó chạy nhanh lắm, tại nó có không khí nó lọt vào á. Đó, đây là cái khu cổ con đốt dở từ hôm qua này. Cho mọi người xem này, mình mới đốt lại cái lò lửa ha, mà nó chạy lửa to lên nhanh chưa. Đó, cho nên buổi sáng mà chịu khó empty vào cái lò lửa này xong rồi làm lại từ đâu á, cho mấy cái củi nhỏ vô trước, rồi mấy cái lá cây ở phía dưới. Đó, rồi mấy cái khúc củi mà bằng cái cánh tay này. Đấy, rồi khúc bừa trên là nó bén nhánh lắm. Buổi sáng sau khi đốt xong cái lò lửa thì mình bắt cái ấm nước này là vừa pha cà phê này, vừa có nước ấm để rửa mặt buổi sáng này. Tại ở trong rừng mùa đông lạnh lắm, rửa nước lạnh là buốt luôn á. Cho lên đây là nó sôi pha pha luôn á. Đó, quá hợp lý. Sáng sớm sau khi đốt cái lò lửa xong á thì mình sẽ nhảy qua cái công đoạn là pha cà phê buổi sáng. Đó, đây là những cái đồ mà vợ mình hay mang đi khi camping nếu mà muốn uống cà phê Việt Nam này. Là hai cái ly này là ly hai lớp nhá, cho nên cầm ở ngoài nóng. Rồi cái bình sữa này là sữa đặc Việt Nam này, là vợ mình để trong cái bình này để xịt ra cho nó tiền, vậy là nó không bị đổ á. Đó, còn đồ nghề pha cà phê Việt Nam thì nằm gói gọn trong một cái này. Rồi bây giờ cho cà phê vô cái phin để pha cà phê, làm ly cà phê sữa đá buổi sáng nha.
Rồi mình mời một cà phê vô cái phin này. Bây giờ em ngay này xuống. Đó. Đóng cái túi lại. Mình thích cái túi cà phê này này. Tại nó có cả cái zip này á. Đóng lại rất là tiện luôn. Chứ bình thường mấy cái kia cắt ra xong là phải có cái đồ kẹp, mang thêm cái đồ kẹp nữa. Đó. Cà phê này thì bao thơm ngon này. Rồi bây giờ để mình đổ nước sôi vào nhá. Rồi bây giờ đổ nước sôi vào nhá. Cái này là mình pha 2 ly một lúc. Cho nên đổ sẽ khá nhiều nước đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy sữa này. Mình đổ vào cái ly này. Cái sữa này thì chỉ có bọt ra thôi. Xong một chút nửa cà phê bên kia xong á, là mình sẽ đổ vào đây. Xong rồi mix nó lại với nhau. Rồi chia ra 2 ly là hợp lý. Rồi cà phê pha xong rồi. Bây giờ để bỏ qua trộn với sữa. Nhìn cái màu cà phê đẹp đấy. Thử nè. Cho đá vào. Xong. Còn một ly cà phê sữa đá. Buổi sáng. Rồi, thử phát xin mời mọi người nhá. Quả ngon, thơm ngon. Chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ. Vợ mình mới làm cho ổ bánh mì. Bánh mì trứng với hem. Giờ cho lên cái lò lửa nướng lại một xí cho bánh mì nó giòn. Ngon lành kinh đào. Ui trời nóng. Mọi người xem này. Bánh mì trứng với hem. Và đây là bữa sáng của mình. Xin mời cả nhà nha. Quá ngon. Đây thì hôm nay hôm nay giới thiệu với mọi người cái đồ chơi mới của mình là cái rượu bừa củi. Mình thì chưa bao giờ bừa củi hết á, nhưng mà mỗi lúc mà cắt mấy cái khúc cua bự nữa này thì muốn có cái rượu bừa củi để cho vào nó chạy cho nhanh. Nhưng mà chưa bao giờ bừa thì để hôm nay thử coi là có bừa được không này. Tại anh có kinh nghiệm, nếu mà ai mà có kinh nghiệm á thì để lại comment ở dưới phía bình luận cho mình với nhá. Cũng được chứ. Mình phải tập nhắm để cho nó chính xác hơn nữa là sẽ được mất sức hơn. Bạn nào mà quen bừa củi thì cho mình mấy cái tip vậy nhá. Ghê thiệt, lời hại. Wow, khúc này cứng. Ngon. Nhạt nào. Nhạt nào đi nhạt đó này. Khi mà có cái feeling rồi á là bữa ngon lắm. Ở bên Mỹ có Captain America. Đâu? Giờ mình có phiên bản Captain Việt Nam. Cái này. Captain Việt Nam yếu quá. Thử phạt này nhá. Captain Việt Nam này.
các bạn coi phim Endgame chưa? Coi phiên bản ở Captain Việt Nam này. Ai mà giả vờ với tôi sủi nào. Chưa chính xác. Coi nhắm vào đây được không nha. Không được. Hai. Đó, giờ mặt. Để mình vác thêm một khúc nữa này. Tập bộ quỳ này. Vui phết. Mà phải lên mạng coi cái tip bờ quỳ của họ. Ôi dồi. Bữa cái này là cẩn thận nha mọi người. Nhớ mang đồ an toàn á. Nhất là găng tay nha, nhớ mang nha. Vì mang cái dây mà có bảo vệ như mình này. Đó. Rồi. Phát này nứt không? Phát này là bị luôn này, khá này. Yo. Wow, có cái màu gỗ này mọi người. Bảo sao nó cũng cứng. Hey, quay mọi người có cần cảnh này. Mình chưa thấy cái gỗ nào mà từ lúc đi cưa củi đốt bây giờ mình chưa thấy cái gỗ nào mà màu như này luôn á. Bảo sao nó cũng cứng. Đẹp cực kỳ luôn. Này. Rồi, khi nó bể rồi á là giờ mấy miếng tiếp theo chắc dễ hơn này. Mình sẽ cố gắng chặt ở đây thử coi nó ra không. Ha, đi theo mấy cái mép của nó. Wow. Thử bên này coi. Bên này nha. Nhưng mà phải công nhận cái rượu bữa nay mà mình mua bánh đi nhá. Đúng đồng tiền bát gạo luôn á. Có thêm trò để đi camping. Hoạt động vui chơi giải trí cho những anh chân dài vai rộng. Chút nữa mình sẽ đi cắt thêm gỗ để về bữa như thế này. Bữa như thế này vui mà chút nữa đem đi đốt là gì nữa. Khi mà các bạn quen được cái feeling rồi á là nhà nào ăn nhặt đấy là hợp lý á. Nếu mà đúng ra là cái phần mà đêm như thế này này là nên cắt một cái khúc nó thực sự bằng phẳng luôn để nó khỏi bị gập ghềnh như mình vậy đó. Nhưng mà bây giờ có cái gì sai cái đó ạ. À, coi Captain America nhá. Đây có Captain phiên bản Úc này. Ghê chưa? Hả? À, Captain phiên bản Úc nha mọi người. Dần dần ạ. Mình quay theo mọi người thôi nhá. YK Adventure xin trân trọng tài tử chương trình này. Xin giới thiệu với mọi người, đây là cái hành trang mà mình đi cắt củi. Mỗi lần đi cắm trại là có cái xe đẩy mua Costco. Cái thùng này là thùng gặp lại được mua Costco luôn. Còn đây là cái cửa điện của mình, xe pin. Đó. Mới clean up xong sạch sẽ rồi. Giờ chạy thử một tí để cho dâu nó bôi trơn cái lưỡi xong rồi đi cắt này. Đó, thì lúc chạy với cái máy này lúc chạy á, dâu nó từ lubricate cái sợi dây xích này luôn này. Đó, là giờ là ngon lành đi cắt này. Cắt xong mình cắt từng khúc nhỏ á, mình cho vô đây. Xong cái kéo về chỗ cắm trại. Rồi bây giờ mình xuống đây mình cắt gỗ nhá. Gỗ thì cứ kiểm mấy canh mấy cái cây chết rồi á là cắt là vô tư.
cưa của mình nhỏ cho nên mình sẽ kiếm mấy cái khúc vừa vừa, mình cắt cho nó dễ. Ví dụ các bạn mà cắt cùi á, mà thấy mấy cái cành nhỏ như thế này này, thì dọn dẹp nó trước để cho nó lúc nó cắt nó khỏi bắn vô mặt nhá. Rồi nhớ như mình nói á, là nhớ đeo kính bảo vệ mắt là an toàn nhất nhá, rồi găng tay bảo vệ nữa. Cứ đà chưa? Bèn ghê. Đó, thì mình cứ cắt từng khúc như thế này. Xong cái chút nữa đem về á, là mình sẽ lấy cái rìu mình bửa nó ra cho nó dễ cháy. Chứ như ngày xưa mình có cái rìu á, thì mình để nguyên cái khúc bự này á, nó cháy lâu lắm, mà lửa nó không được to. Đó. Rồi, để mình để cho em mình thử cắt khúc ngay nhá. Ngon lành chưa? Quá ngọt luôn. Tiếp tục chương trình bữa cùi. Anh Tiểu Phu. Tét này. Thì mình tập nhắm, anh nhắm chưa kỳ nữa. Nhưng mà tập nhắm mày để ý cẩn thận cái chân á. Chứ không thôi nó phục vô cái là đi luôn á. Cái này đừng có bỏng ra đó. Cầm tay chặt chặt á. Một phát là phải quyết định. Vậy mình phải mè. Mình phải mè cái giống như kiểu mình tính được á, là cái khúc nào á mình chạm vào chỗ nào để cho nó nứt. Này. Như anh nhắm ở đây là để cho nó nứt ra này. Xong cái bắt đầu nhắm cho kỹ. Tập phải tập nhắm. Xuống cái là xuống luôn. Rồi nhớ cẩn thận cái chân. Rồi. Ê, nhắm vào đây. Hợp lý á. Để anh lao cho phạt nữa. Nói chung là nên có kính. À, dán ở đây. Nên có kính. Chứ nó lúc chặt nó bắn á. Vậy là những bạn mà nên bữa cũ là nên bị cận. Lúc xuống nhớ cái chân xuống thẳng luôn. Chứ không thôi em cong như vậy là cong lưng á. Này vậy cho lúc sáng là sâu lịch luôn á. Bên chân á. Ê, khoan. Đừng là phải đứng thẳng như vậy. Chứ đứng bên là lúc cái rìu em đi xuống là em vô đây luôn. Để dừa cái háng á. Bánh chân ra. Đó, rồi. Khoan. Không được hả? Tại vì đường dừa nó mục. Cho nên lúc này anh nói là phải nhắm cái chỗ mà. Không có mục. Không phải mục. Mà em nhắm là em đập phạt là để em bị nứt. Thì mình phải chơi cái mẹ ở ngoài. Dạ. Đây, mình thử cho phạt này. Nè. Chơi ngoài này là nó nứt thế. Dạ. Còn nếu mà chơi dừa này là không có lực để đủ để nó bung ra. Kể cả nó sâu thì cũng đủ bung được. Đó. Bỏ bút cái kia luôn. Ha. Tập cái khúc phu trước. Tại vì khúc phu là nó bài lên nhà em.
có dễ đâu. Mọi người mới cắt sẵn lần giờ đi chuyển đi thiền luôn ha. Không có ý là rút tư kinh nghiệm của mình thôi. Ừ, ý đang nói thầy. Ông Linh cứ cứu dạy người ta. Dạy em đèn đỏ là see you later hả? Cái này nhầm nhò gì? Đúng rồi. Thì như anh là anh sẽ nhắm vào đây. Mẹp ngoài. Đó. Nhớ cái chân là bên xuống ấy nhá. Thoải mái tự tin lên. Đó là bị vô trong thấy à, là nó không tách được. Sắp được, lực mạnh thêm tí nữa, lúc hạ xuống lực mạnh thêm tí nữa. Không phải, do bên đang bị ái ngại. Ừ, ai ngại thôi. Ừ. Kiểu người ta nghĩ thôi. Anh nghĩ để là vi đi. Ừ, nghĩ. Trời ơi, chiến không? Nó cái thằng bộ cũ mình đó. Chiến. Đó, chiến. Đồ nghi ta chiến. Nghi ta chiến. Mất khỏi tay. Ví dụ cái khúc này là mình. Không, 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 không. Không chơi mẹp. Đó, mình cứ. Không. Chơi giữa dây. Chơi mẹp. Luôn mới chơi mẹp á, là kỳ rưu nó hay bị chạy sang bên. Hả? Mạnh dạn lên coi. Đó. Mày sao? Mày sao? Đây, cho mọi người coi cái đồng quỳ anh em mình hôm nay mới cắt xong mới chẻ quỳ hôm nay nè. Đó. Này là bao la. Đột xong cái đồng này mà hết là đi cắt tiếp nữa. Còn bây giờ là thực đơn buổi chiều. Hôm nay mình có món gì em? Hôm nay mình có phá lấu. Đó, bà chạy bò chẹt chưa? Phá lấu này là đồ lòng với lại đồ tai heo. Nhức nách. Hôm qua đã được thưởng thức món bò kho. Hôm nay thưởng thức thêm món phá lấu và chả. Đây là cái tối thứ hai tụi mình ở lại đi bắt crayfish này. Khởi đầu giống như ngày hôm qua. Cũng là một con nhỏ nhỏ. Bé xíu vậy. Con này chắc chẳng là dưới rồi, con này chắc cỡ 8 quá. Chắc 7 quá. Để bắt nó ra. Let it go. Come on. Thì nó cắt được cái kẽm hả? Ừ, ở bên kia kìa. Cái này nè. Cắt ra. Nó xíu à. Để coi được cái xong rồi thả nha. Tại vì con này quá nhỏ khỏi đâu. Được. Con này một cái nha. Ok. Này, hai chấm ở trên này. Đó. Không có trứng. Con nhỏ. Rồi con này thả luôn, khỏi đo hả? Ừ. Ok, đi qua check cái lồng khác. Cái này chưa check à? Check rồi, mình có. Còn gì cả. Còn luôn. Mày không trực, mày chỗ này con có ha. Giờ con có gì luôn. Đây, nồi phá lấu của tụi mình đã sẵn sàng. Nhìn quá hấp dẫn luôn. Có thể ăn chung với bánh mì nướng. Hoặc là với mì tôm. Rồi, đây là bữa tối sơ sơ của tụi mình nhá. Chưa vô bữa chính. Khai vị. Xin mời cả nhà nhá. Con này có vẻ đúng sai à? Gái à? Gái, ôm cứng. Cái hay chừng một cái. Đây, mình đây mời kéo lưới thêm được một con. Mà con này là con cái này. Chưa. Ôm trứng giữ chặt trong này luôn. Đó, chưa đó là bao nhiêu thôi. Xong rồi thả.
Con này là gần 12 cm. Đâu, cái đấy vẫn thước 12 mà. Đây, gần 12 cm. À, thiếu cho 11 cm rưỡi đi. Hơn 11 cm rưỡi. Đó. Rồi. Con này là phải thả đây, để mình chụp tấm hình xong rồi mình sẽ thả. Rồi, con này mình sẽ thả lại nhá. Hãy nhẹ nhàng này. Đó. Ok. Đi qua kiểm tra cái lồng khác. Tưởng lạc rồi. Không có. Không có luôn. Làm chưa? Cho mọi người xem cái nồi lẩu ở trong rừng. Chất lượng. Đây, hôm nay không không, đang bị anh vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đi bị mông bị đầu tùm lum. Rồi, hôm nay đi cắm trại thì có sinh nhật của một ông em. Không biết luôn. Từ tổ chức ngay ở chỗ cắm trại luôn đó. Có bánh sinh nhật đàng hoàng này nha. Wow, điện thoại em đâu nhỉ? Lấy cái hộp để lên cho Cam. Chúc mừng sinh nhật Quang nha. Okay, cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Ủa, lần tiên có người sinh nhật em luôn đấy. Trời ơi, chưa con đó. Con chưa bật lâu chóp mà. Ờ, bật lâu chóp đang hoang chứ. Đang hồi hộp anh. Mình cắt hai mấy cái nến đúng không? Từ từ chậm chậm mấy nha, giờ không ra. Anh muốn bao nhiêu cây? Hai cái. Wow. 23. 22. Nhanh lên chứ lâu quá mất vui nha. Thấy mở đèn nhảy không? Ôi được rồi chị ạ. Nhảy đi chứ Quang. Nhảy đi, nhảy sau đèn đi. Nhảy Quang. Nhảy khúc này coi. Đó. Vô. Nhảy vô. Đó. Vô. Được. Rồi sợ liền. Đó nè, nè. Ê, lướt nè, lướt nè. Ê, từ vừa nhảy mà vừa rút cho rượu lên vụn. Quang. Come on. Come on bro. Come on man. Thôi rồi, chén đúng không nhỉ? Thôi chén đi không thôi, Jessica thôi chứ. Không, uống cho rượu xong mới thổi. Uống chai cho xong rồi. Cho rượu mới thổi. Công nguyện nhớ. Nhớ ước nha, nhớ ước nha. Ước nha. Nhớt. Rồi, 100% này. Cần tính trái vô giỏ phách lý á. Lắp luôn rồi, đâu biết. Mà vô dọn thấy nặng quá. Happy birthday. Arigato, arigato. Phải vào gió mới rượu vậy. Đây. Hôm nay vợ mình xuất chiêu. Được con bự cho bá. Con này biết được cái được. Thấy là đủ sai rồi đó. Rồi bỏ xuống đó thử coi nè. Không có trứng hả? Không, con được. Con này là đủ sai là chắc chắn rồi nè. Anh đã mở loa đâu? Mở ra mà. Khoan. Dừng lại phòng khoảng 2 giây. Trời, định mệnh rồi. Sao đúng không ạ? 10 xăng. Đực mà còn đúng. À 10 xăng. Hơn 10 xăng. Tại ngay đây này. Đó. Quá hợp lý. Con này là con được giữ nhá. Con đực tầm mọi người. Đấy. Hồi nãy con này đực này. Yeah.
cả hai cái chấm ở dưới này. Đó, quá hợp lý. Rồi nhìn mình cái. Xin tập hình nha. Nhìn vào đây nè. Con này là nhầm nhầm cũng đủ size này, nhưng mà chưa biết được hay cái này. Đó. Em đoán là tao được. Rồi rồi ha. Ủa con mình mới bắt được lâu rồi. Được. Cái này, cái. Ồ sao biết được? Cái sao có trứng đâu nhỉ? Có hai cái chấm. Đâu lên chị. Cái này. Đây chuyển quay cho mình đây. Hey. Easy buddy. Đây. Cái là có hai cái chấm ở đây. Ấy, có ăn khéo. Ôi xì. Không có hai chấm. Con được là có hai cái ở đây. Đó. À. Yeah, con này ôm trứng luôn. Cái bạn này giữ đúng không anh? Con đó giữ, con này là thả. Tại vì con cái có trứng là phải thả. Nhưng con này chắc cũng xem size với con đấy luôn đấy nhỉ. Cũng 10 xăng đấy. 10. Cũng ý chang lên 10 hơn tí. Là ngang tới đây. Một cặp luôn á. Một cặp luôn á. Một cặp rồi. Để con này thả nha. Dạ. Chăm chăm dưới anh chị chỉ cần đứng đúng rồi. Đó. Giữ giữ đó. Rồi. Cầm nhanh này. Đứng cái kè cầm như này. Hôm nay là con cái ôm trứng nha. Bây giờ mình làm đi thả nha. Tuổi này là bắt được một con đực là được giữ lại đây. Cái có trứng thì mình sẽ thả. Mặc dù con này là đủ size.